Tới trưa ngày 14 tháng 4, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, điều tra vụ người phụ nữ chưa rõ danh tính tử vong trong phòng trọ, nằm trên đường D9, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, nghi bị sát hại. Sáng cùng ngày, người chồng đi làm về phòng trọ thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, trên người có vết thương. Trong khi đó, cô gái là con riêng của anh này có dấu hiệu bất thường. Ngày 14 tháng 4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, thành phố ghi nhận 6 bệnh nhân mắc COVID-19. Riêng ngày 12 tháng 4 ghi nhận 3 ca mắc mới và ngày 13 tháng 4 là 7 ca. Hiện đang có 12 bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện, không có ca bệnh nặng phải thở máy. Số ca mắc có xu hướng tăng nhẹ so với các tuần trước đó. Tính cả nước, trong ngày 13 tháng 4 ghi nhận 497 ca mắc COVID-19, cao gần gấp đôi so với ngày 12 tháng 4. Theo báo cáo của đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành giải trình tự SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân dương tính trong giai đoạn từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 20 tháng 3, kết quả có 5 mẫu được giải mã thành công. Trong số này có 2 chủng thuộc biến thể phụ BA5, 1 mẫu BA2-75, 1 mẫu XBB1 và 1 mẫu XBB15. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến thể XBB15 hiện đang chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu, chiếm 47,1% số trường hợp trong tháng 3 năm 2023, so với 39,8% trong tháng 2 năm 2023. XBB15 đã được phát hiện ở 94 quốc gia. WHO xếp XBB15 vào nhóm biến thể đáng quan tâm, tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Ngày 14 tháng 4, ông Dương Ngọc Lắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng không phép trên núi Sập, thị trấn núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đối với hai công trình của bà Trần Kiều Mai Diễm Phước và bà Nguyễn Thị Lệ. Cả hai người này đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Long Xuyên. Cả hai chủ nhà đã cam kết tự nguyện tháo dỡ trong thời gian 30 ngày. Riêng nhà bốc thuốc từ thiện, hô biến thành biệt phủ, đã tự tháo dỡ từ 3 ngày trước. Trước đó, dư luận người dân An Giang xôn xao khi thấy trên đường lên núi Sập mọc lên 3 công trình hoành tráng, được cho là xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý. Về nguồn gốc các khu đất, chính quyền địa phương cho hay các hộ dân tự mua bán đất trái phép. Và hiện trạng các khu đất đã tồn tại từ nhiều năm nay, rất khó khăn trong việc xác minh xử lý. Người dân An Giang bức xúc cho rằng công tác quản lý đất đồi núi trên núi Sập có dấu hiệu buông lỏng. Trong suốt thời gian dài, các đối tượng ngang nhiên bao chiếm, thực hiện hành vi mua bán trái phép nhưng không bị xử lý. Trong đó có người từng là cán bộ lãnh đạo ngành kiểm sát thành phố Long Xuyên. Việc xây dựng các công trình kiên cố bề thế sẽ ảnh hưởng tới quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và môi trường sinh thái trên khu vực núi Sập. Ngày 13 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Diễn, 50 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Nông Công nghiệp Xanh Kon Tum, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, ông Phạm Ngọc Diễn đã đưa ra nhiều thông tin tài liệu gian dối như tư cách pháp nhân của Liên hiệp Hợp tác xã, việc sắp nhận chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chủ trương cấp 100 hectare trồng sâm Ngọc Linh và cần 10 tỷ đồng để hoàn thiện thủ tục pháp lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm tạo dựng niềm tin cho nạn nhân góp tiền, qua đó chiếm đoạt. Công an tỉnh Kon Tum đề nghị những tổ chức cá nhân có liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Phạm Ngọc Diễn thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra để phối hợp giải quyết. Ngày 14 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm hoãn xuất cảnh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can là Nguyễn Thanh Lâm, 38 tuổi và Nguyễn Thái Dương, 33 tuổi, cùng ở xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, có hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các đối tượng trên đã mua các giấy tờ giả gồm bằng tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế để nộp hồ sơ đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và đã được Sở Y tế Quảng Ngãi cấp. Tiếp đó, các đối tượng dùng giấy tờ giả để mở phòng khám nha khoa tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở nhận được tin báo lúc 19 giờ 36 phút tối ngày 8 tháng 4, trên địa bàn thành phố có diễn ra cuộc thi người đẹp với tên gọi là The Final Night Gala Đại sứ Hoàng Mỹ Miss International Queen Việt Nam 2023 do công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment tổ chức tại phim trường Zoom Media quận 12 nên đã phối hợp với các đơn vị đến kiểm tra tại địa điểm đang diễn ra cuộc thi này. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị dừng chương trình do không có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đơn vị này không chấp hành, vẫn tiếp tục thực hiện chương trình. Đến ngày 10 tháng 4, thanh tra Sở Văn hóa Thể thao tiếp tục làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1991, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment, thừa nhận công ty đã tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận là hoàn toàn chưa đúng quy định của pháp luật. Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty này về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận. Hiện Sở Văn hóa Thể thao đang thực hiện xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ trình người có thẩm quyền xử phạt nghiêm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment.